ខ្ញុំទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្លមកជូរគ្រឿងញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមានត្រប់ហើយមានទាំងអាទុយមានតាធំហើយសាច់គោខ្ញុំប្រើចំនួន1គីឡូរំដេងលឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសស្ករក្រហមគ្រឿងបុកម្ទេសចិញ្ច្រាំទឹកត្រីអំបិលប្រហុកម្សៅស៊ុបហើយនឹងដូងសម្រាប់ច្របាច់យកខ្ទិះតោះឥឡូវចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នា Lần nữa nhâm cho bà đam liêng sạch cô ấy sẽ
À lời nó nhâm cho bà đâm cho bà thì đúng. Đã tặng tích đọc bây cho bà cho cái tí anh ấy nhóm bạn vô cái TTP vì bây giờ nhâm hiệp trăm khử hồi hai lên nhâm chụp đam chụp ấn từ bọn lá nhâm chặt tì môi chỗ đam về vì lãng phí sấn topic thịt đông lãng phí hai lên nhâm đạm mặt tên chính trăm chỗ chụp môi nhanh score của hồn cô về lãng của hồn sấn. Tôi bị bê đã viên lăng của hôm hát lời nhằm đọc bà hông cho đám chỗ. Hà này miên khưởng bốc tâm xó của lực hấy. Ơn đấy hay năng lực hồi sao ấy. Bê đã khưởng năng thông khăn cho ngôi hát lời nhằm đọc sạch cô chỗ đọc bây cô với ai chấn. Lời nó nhâm chặt cái TTP chỗ à lời nó nhâm chặt đam chặt trọc chỗ. Đã tắt cây. Tay xúc. À lời nói nhâm chụp đam chụp bờ túng. Chú là mộng chân anh. Tao hả lấy chập rắm xưa cho môi nhanh nhâm tặng ớt ní. Ôi khôn với lặng chân ngôi mộng anh ấy. Chú là mồm chứ ngay. Thật cua với lòng phơi.
អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចូលជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ